liên quan đến tình hình Việt Nam và ít nhiều đó là tình hình Biển Đông. Khá bất ngờ khi báo Trung Quốc lại tiết lộ ra câu chuyện này. Cụ thể thì họ nói gì thưa anh? Và tờ báo này là tờ báo nào ạ? Lasini là đại lý chính thức ghế massage, vật lý trị liệu của Ludaco tại quận Cam, California. Quý vị ở quận Cam hoặc ở xa khi về thăm chơi, hãy ghé qua Lasini trên đường Beach ở giữa Hazard và Westminster để trải nghiệm trên những chiếc ghế vật lý trị liệu hiệu quả Ludaco. Ghế vật lý trị liệu Ludaco được sản xuất tại Hoa Kỳ và vinh dự được làm vật lý trị liệu cho các quân nhân trong các căn cứ quân sự Hoa Kỳ. Ghế vật lý trị liệu Ludaco là món quà sức khỏe ý nghĩa nhất cho bản thân và gia đình. Vâng, thưa anh, thì cách đây 2 ngày, hôm mùng 7, tờ China Daily, một tờ báo tiếng Anh của Trung Quốc, họ có đăng cái bài của một cái ông tên là Đung Đu, tiếng Việt tạm gọi là Đinh Đạt. Ông này là phó giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc gia về Biển Đông của Trung Quốc. Thì ông này có đăng bài khá dài phân tích về cái lực lượng mà bán võ trang, tàu đánh cá bán võ trang của Việt Nam, mà Việt Nam hay gọi là lực lượng kiểm ngư đó. Đó. Thì ông này ông không dẫn nguồn ở đâu ra, nhưng mà ông đưa ra một số cái thống kê, một số con số. Đặc biệt trong đó là ông nói rằng là trong giai đoạn 3 năm, từ 2019 đến 2022, thì Việt Nam dự trù đang đóng và sẽ đóng tổng cộng là 126 tàu đánh cá bán quân sự để mà trang bị cho 14 cái tỉnh dọc biển, dọc miền duyên hải Việt Nam, từ mà Quảng Ninh xuống cho tới Kiên Giang là Việt Nam có 14 tỉnh đó. Thì 126 tàu này sẽ là cung cấp cho 14 cái tỉnh này, theo ông Đinh Đạt cũng nói như thế. Thì ông nói rằng là những cái tàu này hiện nay trong 3 năm qua được đóng ở những nơi nào. Thứ nhất là đóng ở nhà máy Z189 ở Hải Phòng. Thứ hai là nhà máy Ba Son ở Sài Gòn. Và thứ ba là nhà máy Sông Thu Đà Nẵng. Đó. Thì những cái tàu này đó, nó được mang cái mã số là TK1482. Nó dài 42 mét. Bề ngang là 8 mét. Độ cao mà từ trên gọi là thềm lên, từ trên trên cái sàn lên là 3,75 m. Tốc độ chạy là 18 hải lý một giờ, tức là khoảng 36 40 cây số một giờ. Trọng tải là 390 tấn, còn nếu mà đầy tải là 430 tấn. Đó là 126 chiếc tàu mà ông Đinh Đạt ông nói. Thì ông mới viết cho cái tờ báo China Daily. Ông cho rằng những cái tàu này đó là có khả năng tốt trong việc được chống va chạm ha. Rồi có khả năng chống chìm và có tầm hoạt động xa hơn để làm các nhiệm vụ là trinh sát đối đầu với tàu của Trung Quốc. Đó. Tức là trước giờ là nó chỉ ở trong tàu này không có đi xa, vì họ đóng tàu lớn hơn. Anh nhìn như 42 mét là lớn lắm anh, lớn lắm, dài lắm, rộng 8 mét, nó to. Rồi trên mỗi cái tàu này đó là trang bị hai súng máy 14.5 ly, có các loại đạn xuyên phá. Đó, theo ông Đinh Đạt viết như vậy. Thì ông cũng nói rằng là Việt Nam tin rằng đây là một lực lượng bán quân sự biển sử dụng chiến thuật du kích để có thể bù lại cái sự mà thua sút đối với các cái tàu lớn hơn và tối tân hơn của Trung Quốc. Có nghĩa là Trung Quốc tàu to nhiều hơn Việt Nam, bây giờ đóng cái loại tàu này là tàu trung bình thôi, không có lớn, nhưng mà gọi là đánh kiểu đánh du kích. Đó, 126 chiếc thì nhiều lắm. Anh chia cho 14 tỉnh là xấp xỉ một tỉnh cũng là coi như là cũng gần chục chiếc, đúng không? Đúng không? À, cỡ đó, cỡ đó. À, thì để họ bảo vệ bờ biển, với lại là họ chính xác luôn. À, thì nghĩa là anh nhớ là trước đây, khi mà ông Tổng thống Barack Obama năm 2016 qua hủy bỏ lệnh cấm vận vũ khí Việt Nam, thì Việt Nam đã mua 10 cái máy bay không người lái, 10 cái drone của hãng Boeing, anh nhớ không? À, cái drone đó là chỉ để bay trên Biển Đông để mà quan sát tàu của Trung Quốc, với lực lượng hoạt động của Trung Quốc. Còn kỳ này theo như ông Đinh Đạt biết là Việt Nam đóng gọi là 126 chiếc này, coi như là để đánh du kích, đó, để bám theo. Đó. Thì theo ông Đinh Đạt, cái ông này ông viết đó, trên tờ đề China Daily, ông cho rằng là Việt Nam đóng một số lượng lớn tàu bán quân sự như vậy đó là có mục đích là đối phó trên biển. Và nếu như vậy, cái tình hình trên Biển Đông, tranh chấp trên Biển Đông trong những ngày tháng tới sẽ phức tạp hơn nữa. Và cái này có thể gây ra nhiều cái rủi ro và an toàn hàng hải đó, bởi vì nếu mà ít tàu thì ít rủi ro, đúng không? Bởi vì nhiều tàu sẽ có nhiều rủi ro đó.
Rồi ông Đinh Đạt trên cái bài viết của China Daily, ông cũng cáo buộc Việt Nam luôn là giống như là lừa dối cộng đồng quốc tế, bảo là chúng tôi chả có gì cả, chúng tôi nghèo hèn lắm, chú có ăn hiếp rồi mà bây giờ đi đóng 136 chiếc tàu. Đó, đại khái ông nói như thế. Thì ông nói Việt Nam là chơi tiêu chuẩn kép, vừa đóng tàu võ trang quân sự, vừa cáo buộc lực lượng quân sự Trung Quốc ở trên các diễn đàn quốc tế khác nhau. Đó, là ý ông nói là như vậy. Ông bảo là Việt Nam đi đâu thì tố cáo Trung Quốc là ăn hiếp Việt Nam rồi này kia thứ, Việt Nam không có gì cả, mà Việt Nam thì đóng 136 cái tàu. Là ý ông nói như thế. Đức nhiên ông này ông là cái phó giám đốc của Viện Nghiên cứu Trung Quốc, đã phải viết theo hướng Trung Quốc rồi. Nhưng mà qua đây mình thấy rằng là Việt Nam nó không có la nhiều, không có mạnh thế, báo chí Việt Nam đâu có đăng cái này đâu. Vâng. Thấy không? Không la làng mà làm âm thầm. Đó, làm rất là âm thầm. Đó. Thì nghĩa là ông này ông cũng tố cáo luôn. Ông bảo là ngư dân các nước như Trung Quốc, Malaysia, Indonesia gần đây có báo cáo là bị cướp và bị tàu cá nước ngoài cướp những năm gần đây trên biển Đông. Mà những người cướp này đó, những người này nói tiếng Việt. Đó đó, ông không đưa làm chứng, ông tố cáo vậy thôi. Đó, ông bảo đây là căn cứ theo sự mô tả của ngư dân các nước, những tàu cá võ trang đó nhiều phần là lực lượng bán quân sự Việt Nam. Tôi ý nói là tàu kiểm ngư Việt Nam. Đó, thì chuyện đó mình không biết thực hư như thế nào, nhưng mà cái này thì nói thật với anh, nếu mà có đó thì là cũng là bắt chước theo kiểu của Trung Quốc. Anh nhớ Trung Quốc hôm trước không, họ đưa mấy trăm chiếc tàu ra mà cái bãi đảo gọi là cái đảo hòn đảo đá ba đầu của vâng. Indonesia mà là của tàu, Philippines đó, tàu nhớ không? Quân đó. Vâng. Đó, cũng là tàu dân quân biển đó, họ đậu đó cả một thời gian dài sau họ mới rút đi đó. Đó, thì nói chung là nếu mà theo như ông Đinh Đạt ông viết như vậy thì thấy là Việt Nam Trung Quốc là đều chơi chiêu giống nhau ấy, thấy không? 126 cái tàu mà một tàu dài 42 mét là lớn lắm anh, không có nhỏ đâu. Đó, thì đó là cái câu chuyện mà trên tờ Daily China, China Daily, xin lỗi, China Daily viết. Anh tôi nhắc lại nhé, 42 mét là anh tính là dài lắm, là gần anh thấy gần tàu mà 50 mét là tàu lớn rồi, rộng 8 mét, thấy không? Cao từ cái sàn mà lên nó là 3.3m75, mà chạy 18 hải lý một giờ là khá nhanh, cũng là 35-40 cây số một giờ, thấy không? Trọng tải thì 390 tấn, đầy tải là 430 tấn. Đó, có hai khẩu súng trên đó nữa. Thì nói chung ra cái này đó, theo nhận định của tôi đó, thì cũng chả ăn thua gì đối với tàu Trung Quốc. Nhưng mà ít nhất Trung Quốc độc ngại ngùng, với lại ít nhất là Việt Nam khi có những cái tàu này thì ngư dân Việt Nam ra đánh cá nó an toàn, cái an tâm hơn, có những lực lượng kiểm ngư để ra bảo vệ ngư dân của Việt Nam. Đó, thì đó là cái chuyện mà Việt Nam thì không có nói chuyện này, nhưng mà ông Đinh Đạt này, ông là phó giám đốc Viện Nghiên cứu về Biển Đông của Trung Quốc, thì ông có thông tin đó, ông viết trên tờ China Daily là tờ báo của nhà nước Trung Quốc hiện nay, báo tiếng Anh. Đó, thì mới ra hôm mùng 7 này, tức là cách đây 2 ngày, mùng 7 tháng Giêng, lần thứ 6. Đó, thì đó là câu chuyện như vậy thưa anh. Vâng, nhưng mà cái cách ông này ông dẫn giải như vậy liệu có khách quan hay không? Bởi vì người ta so sánh đó là Trung Quốc thì dùng những lực lượng tương tự như vậy để mà có thể nói là ăn hiếp các nước khác hay là bành trướng ở tại Biển Đông, cái khu vực mà họ không có chủ quyền. Nhưng mà trong khi Việt Nam thì chắc chắn người Việt Nam sẽ nói là làm cái này, lực lượng này chỉ để phòng vệ cũng như là bảo vệ ngư dân thôi. Anh nghĩ sao? Thì đúng rồi, Việt Nam, tôi nói anh nghe, cho đến giờ phút này Việt Nam không bác bỏ, cũng không xác nhận, đúng không? Việt Nam họ phải làm theo chuyện của họ. Nhưng mà ý ông Đinh Đạt ông nói là quý vị đừng tưởng Việt Nam nó tay không, nó không có gì cả. Ý của ông là như vậy đó. Ừ, chúng tôi có súng này, mà trước giờ nó bảo nó không có gì, mà thực ra nó có dao, chứ mà nó không có gì cả. Đó, cái ý của ông là như vậy đó, anh hiểu không? Tôi thế giới đừng tưởng là Việt Nam là không có đồ chơi, nó có, nhưng mà nó có đóng 126 cái tàu là nhiều lắm. Tức là muốn nói với thế giới là ông Việt Nam không vừa gì, anh hiểu không? Là khi họ viết là cái ý họ như vậy đó, chứ đương nhiên là Việt Nam là không thể nào lại Trung Quốc, là Trung Quốc nó quá lớn, nó quá mạnh. Nhưng mà ít nhất trong cái chuyện này là ông nói rằng Việt Nam nó không hiền đâu. Và anh thấy đó, Việt Nam khi bài viết này từ ra từ thứ sáu, Việt Nam đâu có phản đối gì đâu, mà cũng đâu có xác nhận gì đâu. Mà cái điều đó đúng thôi, tôi nghĩ là Việt Nam thì chẳng phải để mà đối đầu Trung Quốc đâu, nhưng mà cái kiểu là giống như là giữ ngư trường của mình với ít nhất là do thám, anh hiểu không? Tức là đi ra đó thấy tàu Trung Quốc đi lại, đương nhiên kiểm ngư này sẽ báo cáo vô trong bờ, à có tàu nào nào đi, thì tất cả thông tin tình báo đó nó sẽ được đưa về Bộ Tư lệnh Hải quân,
ở Bộ Quốc phòng để họ tìm cách họ nghĩa là không để cho bị đánh úp một cái chuyện gì đó, anh em hiểu không? Theo tôi hiểu là giống như lực lượng kiểm ngư này không phải chỉ bảo vệ cái ngư trường mà làm công tác trinh sát nhiều hơn. Bây giờ tôi nói anh, nếu mà bây giờ anh không có những cái tàu này ra ngoài trinh sát nữa thì anh phải tốn kém thiết bị hiện đại, radar là tàu lớn, anh kiểu cái không quan sát được cái vùng biển Việt Nam nó dài cả ngàn cái số mà anh thấy không? Anh phải biết là Trung Quốc làm cái gì, nó tập trung ở đâu. Ví dụ tôi nói nha, tự nhiên á, anh không có tàu kiểm ngư, anh không biết Trung Quốc nó đưa mấy cái tàu nó làm cái gì, anh sẽ không thấy. Còn bây giờ có lực lượng kiểm ngư bảo nha, báo cáo nha, ô hôm nay tự nhiên chúng tôi thấy có 5-6 cái tàu Trung Quốc nó ở vùng này, thì thông tin đã được vào trong đất liền, họ sẽ điều tàu ngầm Việt Nam ở dưới trong tư thế sẵn sàng, ở trên này là trên mặt biển sẽ có những tàu chiến nằm gần đâu đó, thì Việt Nam chỉ giữ thôi để Trung Quốc nó đừng đánh úp mình cái gì cả, anh hiểu không? Chứ Việt Nam là đương nhiên là Việt Nam, tôi không nghĩ Việt Nam sẽ tấn công Trung Quốc, nhưng mà có nhiều như vậy đó thì Trung Quốc họ biết à mình làm gì, Việt Nam nó biết họ, cho nên hay là Trung Quốc định làm cái gì Việt Nam nó biết trước rồi. Ví dụ Trung Quốc định kéo 5 cái tàu vào, tôi nói ví dụ định đánh úp của Kiên Giang đi, thấy không? Tự nhiên cái là Việt Nam điều 2-3 cái tàu ngầm đến gần Kiên Giang, vài cái tàu nghĩa là như Quang Trung, Lý Thái Tổ xuống gần Cà Mau này kia làm đó. Ông Trung Quốc thấy Việt Nam đầy đông á, ông cũng ngại. Anh hiểu ý tôi nói không? Thành ra tôi nghĩ là cái số tàu này, 126 chiếc tàu này, nó không phải chỉ làm công việc bảo vệ ngư trường, bảo vệ ngư dân, mà nó còn làm công việc trinh thám nữa. Thành ra Trung Quốc rất khó chịu. Bây giờ tôi nói Việt Nam chỉ cần càng nhiều tàu là không cần tàu lớn, Việt Nam tàu lớn là chơi lại rồi, không mình không đủ tiền đóng mà. Cứ làm nhiều tàu nhỏ như vậy đó, đi xa ra ngoài xa được để biết được tàu Trung Quốc làm cái gì. Còn anh không có tàu lớn, anh đi xa xa thì đi trong bờ thôi, thì lúc nó vào thì anh biết là nó trễ mẹ rồi. Không, tôi không phải là nhà quân sự, tôi không phải là nhà tình báo, nhưng mà tôi nhìn cái hình cái những gì thực tế vậy, tôi đó là suy nghĩ tôi thấy như vậy đó thưa anh. Vâng, giống như kiểu Việt Nam nói là phòng vệ từ sớm từ xa đó. Đúng rồi, đúng, chính xác. Và có thể xem, có thể xem là giống như lực lượng dân quân tự vệ trong đất liền, đúng không? Vâng. Thì đó là cái thông tin khá thú vị đó. Không biết là người Việt Nam quan tâm đến tình hình Biển Đông nghĩ gì về câu chuyện này. Pringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau. Pringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước.